Vâng, xin chào quý vị, chào toàn thể anh chị em. Chúng ta sẽ tiếp tục cái buổi làm việc của ngày hôm nay. Buổi hôm trước thì tôi đã cùng với anh chị trao đổi với nhau về cái thông tư số 40 năm 2021 quy định về cái thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Thế thì hôm trước chúng ta đã trao đổi được hai phần, đó gồm cái chương 1 và chương 2. Thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nốt cái phần còn lại. Thế và sau đó thì phải ở cuối thì nó có các cái phụ lục hướng dẫn chi tiết ở trong cái thông tư này, thì chúng ta cũng sẽ dự kiến kết thúc cái trao đổi cái thông tư 40 này ở trong buổi ngày hôm nay. Thế và sau đó thì buổi sau chúng ta sẽ cùng nhau lại quay lại tiếp tục về cái đọc phân tích các cái văn bản pháp luật quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp. Đấy, sau khi chúng ta kết thúc thuế thu nhập doanh nghiệp, chúng ta lại tiếp tục đến thuế thu nhập cá nhân. Thì chúng ta cứ từng bước mỗi một tuần chúng ta làm một chút như vậy, thì anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, đọc, phân tích các cái quy định của văn bản pháp luật hiện hành. Thế rồi là chúng ta đọc phân tích xong, chúng ta mang áp dụng vào trong doanh nghiệp của mình. Với cái nội dung chương trình này thì chúng ta xuyên suốt chúng ta sẽ làm vào các cái buổi sáng thứ bảy. Tôi sẽ dành thời gian trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ để mà cùng chia sẻ với anh chị, sau đó thì sẽ được giải đáp các cái câu hỏi trong tuần. Đấy, thì cũng mong sao đó là gì, thông qua cái chương trình này, toàn thể tôi cùng toàn thể anh chị em chúng ta đi tìm hiểu về các quy định văn bản pháp luật hiện hành. Đấy, và sao cho thì chúng ta làm chủ được các quy định văn bản pháp luật hiện hành để mang vào áp dụng cho chính cái doanh nghiệp của mình, làm tốt cho cái công việc phát triển cái con đường sự nghiệp mà chúng ta đã lựa chọn về tài chính, kế toán, pháp luật thuế. Thế thì chúng ta vào cái thông tư số 40 thì tôi điểm lại một vài những cái nội dung mà buổi hôm trước chúng ta đã trao đổi. Thì thứ nhất đó là thông tư số 40 là hướng dẫn chi tiết về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cho đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Đó, thế thì lần trước tôi cũng đã giới thiệu và cũng phân tích cho anh chị rồi. Đấy, thì tôi sẽ điểm lại một vài những cái nội dung như thế này. Thì thứ nhất là chúng ta phải xác định đó là gì, vì nó quy định về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, cho nên nó sẽ có liên quan đến một số các cái văn bản pháp luật. Đấy, thì cái thứ nhất đó là gì, nó sẽ liên quan đến luật thuế giá trị gia tăng. Đấy, đầu tiên là liên quan đến luật thuế giá trị gia tăng, nó quy định về thuế giá trị gia tăng. Thế cho nên đó là gì, khi mà trong luật thuế giá trị gia tăng nó quy định về các cái tổ chức doanh nghiệp khi mà tham gia hoạt động kinh doanh. Đấy, thì chúng ta cần phải thực hiện kê khai tính nộp thuế, đối tượng nộp thuế như thế nào. Thì nay hộ kinh doanh hay cá nhân kinh doanh thì cũng được áp dụng trên cái nền văn bản như vậy. Ok ạ. Đấy, thì đấy là cái nội dung thứ nhất. Thì trong đó thì cái văn bản nó gồm có luật thuế giá trị gia tăng, luật sửa đổi bổ sung thuế giá trị gia tăng và nghị định hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng. Thì đấy là tôi cũng muốn xin chia sẻ tới anh chị em để anh chị em có thể nắm được. Cái nội dung thứ hai đó là chúng ta nội dung thứ hai đó là chúng ta ở trong văn bản nó sẽ có quy định về vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Đúng không? Thuế thu nhập cá nhân. Đó, thế thì liên quan đến luật thuế thu nhập cá nhân rồi các cái văn bản nghị định hướng dẫn dưới luật. Đấy, quy định về thuế thu nhập cá nhân. Và cái vấn đề thứ ba đó là luật quản lý thuế quy định về về việc kê khai, về việc tính thuế. Đúng không? Đấy, thì chi tiết ở đây nó chính là cái nghị định 126. Đó, hướng dẫn về các cái vấn đề liên quan đến việc kê khai, tính thuế, nộp thuế. Đấy, vậy thì cái thông tư 40 này nó được thực hiện thông qua ba cái luật, ba cái văn bản như vậy. Đó, nó chi tiết cho cái vấn đề liên quan đến hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thực hiện như thế nào. Đúng không? Thế còn trong cái chương 1 thì chúng ta có dừng lại ở cái phân tích của cái điều điều 1 đó là gì? Phạm vi điều chỉnh thì nó chính là gì? Nó điều chỉnh về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Đấy, đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Đấy, thì còn đối tượng áp dụng thì đây nó chính là gì? Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Đấy, thực hiện. Thế thì ở cái vấn đề này thì buổi trước tôi cũng đã phân tích cùng anh chị. Đó là gì?
thuế thu nhập cá nhân không chỉ dừng lại nguyên ở tiền lương tiền công. Thì tôi cũng đã chia sẻ với anh chị đó là gì, đối với thuế thu nhập cá nhân nó có cả 10 cái mục mà chúng ta cần phải nộp thuế, không chỉ nguyên là tiền lương tiền công. Đấy, và cái đầu tiên ở trong 10 mục đó đó chính là gì? Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có hoạt động về vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đấy. Thế thì để chi tiết hóa về cá nhân hoạt động kinh doanh này thì đã có luật sửa đổi bổ sung. Buổi trước tôi có nói, có đã chia sẻ với anh chị đúng không? Đấy, có luật sửa đổi bổ sung, luật số 71 và cái thông tư số 92 cũng đã đề cập đến các cái vấn đề mà liên quan đến các cái thuế mà đối với cá nhân hộ kinh doanh cá nhân phải nộp. Còn đối với thông tư 40 nó sẽ chi tiết hóa về các cái vấn đề để mà chúng ta thực hiện. Về cơ bản thì dựa trên các cái nội dung thông tin mà chúng ta đã tìm hiểu thì đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thì về cơ bản là không có những cái thứ gì nó thay đổi đặc biệt. Đấy, thì vừa rồi thì truyền thông có rất nhiều những các cái bài trao đổi rồi nói về các cái vấn đề này. Thế nhưng mà vẫn dựa trên những cái nền tảng, những cái quy định của văn bản pháp luật hiện hành trước đây. Và bây giờ thì được áp dụng để làm công bằng hóa trong cái quá trình giữa doanh nghiệp kinh doanh thì phải thực hiện về vấn đề liên quan đến nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Thì nay cá nhân mà ra kinh doanh thì cũng phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng để tạo ra một cái sự công bằng, đảm bảo được trong cái hoạt động kinh doanh cái tốt nhất. Đấy, thì đấy là về mặt trên tinh thần văn bản luật thì tôi cũng có cùng phân tích với anh chị. Đấy, thì có rất là nhiều anh chị thì có thể là gì, khi chúng ta có thể chưa tìm hiểu hoặc chưa đọc hết thì chúng ta nghĩ rằng tưởng là đây là một cái thứ rất là quy định mới, rồi có những các cái phản ứng mà nó rất là có vẻ là gì áp dụng là để mà gây ra những cái thiệt hại, thì tôi nghĩ rằng nó không hẳn như vậy. Vâng, thế thì ở trong cái chương 1 thì hôm trước chúng ta đã trao đổi như vậy và cái trọng điểm rơi vào trong phần chương 2. Chương 2 là các phương pháp về tính thuế thì nó có quy định về các cái điều, ví như điều 4 là nguyên tắc tính thuế. Đấy, thì hôm trước tôi cũng đã chia sẻ với chị rồi, thì chỉ có điểm lại thôi. Đó, điều 4 là nói về nguyên tắc tính thuế. Thì trong cái nguyên tắc tính thuế này thì nó sẽ có cái vấn đề là gì, tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các cái đối tượng trong cái điều kiện trường hợp phải nộp thuế. Đối với các hộ kinh doanh mà có cái doanh số đấy, mà nó nhỏ hơn 100 triệu thì nó không nằm trong cái đối tượng. Thì còn trên 100 triệu thì chúng ta phải thực hiện. Đấy, và khi mà chúng ta thực hiện thì dựa trên các cái văn bản quy định của pháp luật hiện hành của thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân để tính ra các cái thuế mà doanh nghiệp phải nộp. Đặc biệt là có cái phụ lục 01 ở sau cái thông tư này sẽ quy định về các cái tỷ lệ để khi mà chúng ta thực hiện tính thuế. Và lát nữa chúng ta sẽ phân tích những cái điểm đó. Thế rồi đến cái điều số 5 đó là các cái phương pháp về tính thuế và kê khai thuế. Thì thực tế ra thì nó đối với phương pháp tính thuế kê khai thuế thì nó xoay quanh cái vấn đề đó là gì, chúng ta có thể kê khai theo tháng. Đó, nó quy định hướng dẫn ở thông tư, ở cái nghị định 126 chúng ta có thể kê khai theo tháng. Theo tháng thì cái ngày trong vòng 20 ngày kể từ khi kết thúc tháng thì chúng ta cần phải nộp các cái tờ khai đó. Đấy, kê khai, nộp và nộp thuế. Thế còn đối với quý thì chúng ta là cái ngày cuối cùng của tháng gần kề nhất của quý phía sau đó. Đấy, thế rồi cái nữa là khai thuế theo từng lần phát sinh. Đấy, chúng ta tính và nộp thuế theo cái từng lần phát sinh. Đấy, thế thì đối với từng lần phát sinh thì tất cả cái này nó cũng đều có quy định ở trong cái luật quản lý thuế và nghị định 126 quy định về thời hạn để chúng ta kê khai và chúng ta nộp thuế. Đấy, thì nếu mà từng lần phát sinh thì chúng ta cần phải thực hiện kê khai theo trong vòng khoảng 10 ngày kể từ cái ngày mà phát sinh cái nghĩa vụ để chúng ta thực hiện kê khai. Thế rồi tiếp nữa là đến cái phần thuế khoán. Đấy, thì chúng ta cũng cần phải thực hiện kê khai để mà chúng ta nộp cái thuế khoán. Đấy, thì tí nữa chúng ta sẽ đến cái phần chương 3. Các cái việc để mà chúng ta sao cho để chúng ta thực hiện, chúng ta thực hiện, chúng ta kê, đảm bảo được cái tính công bằng đối với
cá nhân tổ chức hoạt động kinh doanh nộp thuế. Thế thì điều số 8 đó là phân tích về cái đối với các cái trường hợp tổ chức cá nhân khai thay, thì trong cái này nó sẽ có một cái nội dung khá là quan trọng, đó là gì? Trong cái trường hợp của luật khai thay thì có những cái trường hợp nào mà thực hiện thì khai thay. Đấy, thì cái thứ nhất là trường hợp mà đi thuê tài sản, thì cái bên đi thuê khai thay cho cái bên cho thuê. Đấy, thỏa thuận với nhau ở trên chương trình, ở cái hợp đồng. Đấy, thì ví dụ như là một cái doanh nghiệp, một cái tổ chức mà đi thuê của một cái cá nhân, thì cái tổ chức đấy hai bên thỏa thuận với nhau thống nhất bên nào là bên khai thuế. Đấy, cái thứ hai đó là các hợp tác kinh doanh giữa cá nhân với một tổ chức. Đấy, hoặc là giữa các bên với nhau thì thống nhất bên nào là bên thực hiện khai thuế. Thế rồi là các cái trường hợp trả thưởng. Rồi tiếp nữa đó là gì? Các cái hoạt động mà hợp tác giữa người Việt Nam với người nước ngoài thì cái tổ chức, đấy, tổ chức cá nhân ở người Việt Nam thì chúng ta phải thực hiện khai thay cho người nước ngoài. Thì cái này ở buổi trước tôi cũng phân tích rồi. Đấy, đặc biệt là các cái vấn đề mà chúng ta đã và đang vừa rồi cũng nổi cộn lên cả cái vấn đề đó là gì? Khi các cái hoạt động liên quan đến không gian mạng bây giờ đó là không còn biên giới nữa. Cái Google, Facebook, đúng không? Rồi là Booking, Agoda, đúng không? Một loạt tất cả những các cái công ty mà họ kinh doanh trên nền tảng online, đúng không? Họ hoàn toàn kiếm được tiền, được doanh số từ ở đất nước chúng ta. Họ không có khách sạn nào ở Việt Nam cả, không có cái tổ chức văn phòng nào ở Việt Nam cả. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta muốn bán được hàng thì phải dựa trên cái nền tảng kỹ thuật số của họ. Đấy, đặc biệt như là Booking.com này. Đó là một công ty của Hà Lan. Đấy, và họ dùng chính cái trang web Booking.com đấy. Họ bán các khách sạn trên toàn thế giới. Thế thì vấn đề đặt ra là khi các cái hoạt động kinh doanh của tổ chức, của doanh nghiệp, của cá nhân, của người nước ngoài khi mà có thu nhập ở đất nước chúng ta thì họ phải có nghĩa vụ nộp thuế cho đất nước chúng ta. Đấy, thì cũng không cứ gì nguyên Việt Nam cả, có rất nhiều các cái vấn đề, các cái nước khác họ cũng đã phải hợp tác lại, tìm đến các cái phương án để mang cái tính chất công bằng hóa. Đấy, ví dụ như là bây giờ chúng ta bản chất là thuê ở trên cái booking.com để họ đi bán cái phòng khách sạn cho các khách sạn ở Việt Nam, thì khi đó chúng ta trả tiền cho họ, thì về bản chất là trước khi chúng ta trả tiền cho họ thì chúng ta cần phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và nộp thuế thu nhập. Thế thì cái việc nộp thuế giá trị và thuế thu nhập thì tổ chức cá nhân của người nước ngoài phải đi kê khai và nộp thay, chứ không có thì chúng ta không thể nào mà nắm được một cái tổ chức ở bên nước ngoài đó. Thì ở trong cái nội dung mà hướng dẫn về vấn đề quyết toán thì tôi cũng đã có cả một cái chuyên đề chia sẻ, phân tích cho anh chị về vấn đề liên quan đến thuế nhà thầu. Và có rất nhiều những cái thuế nhà thầu với chẳng là cái quan điểm về cái hiệp định tránh đánh thuế hai lần, rồi cái cách hiểu, rồi hiểu đúng và hiểu chưa đúng, rồi có rất nhiều các doanh nghiệp bị truy thu ở trong vấn đề đó. Đấy, thế thì anh chị có thể xem và có thể sau này đến đọc đến cái thông tư hướng dẫn chi tiết về vấn đề liên quan đến thuế nhà thầu, tôi sẽ lại quay lại một lần nữa để phân tích trong vấn đề này. Đúng không? Đấy, thế thì tiếp theo nữa đó là gì? Nổi cộn lên là có hai cái vấn đề, đó là cái vấn đề liên quan đến cái tài sản cho thuê và đối với các cái sàn thương mại. Đấy, các cái sàn thương mại điện tử sẽ cũng là nằm trong cái đối tượng phải kê khai thay cái người mà khi bán hàng ở trên nền không gian mạng. Đấy, thì đấy là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Đấy, ở trong cái điều số 8 này, điều số 9, đấy, trường hợp đặc biệt đó là gì? Phương pháp khai đối với cá nhân cho thuê tài sản, đấy, và đối với các cái đại lý làm sổ số kinh doanh về sổ số rồi bảo hiểm rồi bán hàng đa cấp. Đấy, thì toàn bộ các cái chương số 2 là chúng ta đã dừng lại ở cái buổi hôm trước, và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến cái phần chương 3, đó là quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Thế thì làm thế nào để mà quản lý được
thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh để tạo ra được một cái tính công bằng ở trên cái giữa các cái tổ chức, các cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh. Thì chúng ta cần phải thực hiện, thì chúng ta đến tiếp theo đến cái điều số 11. Trong điều số 11 này thì quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. Thì ở đây đó là gì, trong cái phương pháp kê khai này thì cái hướng dẫn kê khai là nó nằm ở trong nghị định số 126 năm 2020. Đấy, chính phủ đã quy định về vấn đề liên quan đến tất cả các cái sắc thuế khi mà chúng ta thực hiện về vấn đề kê khai, tính thuế, nộp thuế, kê khai và nộp thuế, thì nó quy định cụ thể ở trong luật quản lý thuế và hướng dẫn chi tiết ở cái nghị định số 126, và cũng đang chờ có các cái thông tư hướng dẫn dưới cái nghị định này. Chắc là sẽ có cái thông tư để thay thế cho cái thông tư hiện tại. Thế thì trong cái nội dung này thì chúng ta cũng có một số những cái điểm là gì, khi mà chúng ta thực hiện về vấn đề liên quan đến kê khai thì chúng ta sẽ có hai cái điểm. Cái điểm thứ nhất là chúng ta cần phải xem cái phụ lục số 01 nó quy định về các cái tỷ lệ để mà chúng ta tính thuế. Đúng không? Một lát nữa tôi sẽ sâu cái phụ lục đấy cho anh chị để phân tích cái phụ lục này luôn, để khi mà chúng ta tính thuế như thế nào. Ok ạ. Yeah. Thế còn đến cái tiếp theo nữa, đó là các cái mẫu biểu của cái phụ lục này kèm theo để hướng dẫn là cái việc mà khi mà chúng ta kê khai cụ thể nó như thế nào. Đấy. Thế và cái nơi để mà chúng ta nộp hồ sơ khai thuế thì chúng ta cũng xác định như thế này. Tất cả những cái thứ đấy nó đều quy định ở trong luật quản lý thuế. Thì theo nguyên tắc là cái nơi để chúng ta nộp thì đó chính là cái nơi mà chúng ta trực tiếp mà kinh doanh, mà phát sinh ra cái doanh thu ở đó. Đấy, thì chúng ta nộp, bởi vì bản chất là cứ hoạt động kinh doanh ở đâu thì chúng ta kê khai và chúng ta nộp thuế ở đó, để chúng ta đóng góp vào cái ngân sách ở cái nơi đó. Đấy, còn cái thời hạn để chúng ta nộp thì đối với kinh doanh, đối với cái việc mà chúng ta kê khai theo tháng, đấy, thì chúng ta quy định ở đây 20 ngày này, kể từ ngày kết thúc của cái tháng, trong vòng 20 ngày. Đấy, thì có một cái điểm nữa là cái thời hạn kê khai và cái ngày cuối cùng của cái thời hạn kê khai này chính là cái ngày cuối cùng để chúng ta phải nộp thuế. Thế còn đối với cái thời hạn kê khai theo quý thì là cái ngày chậm nhất của cái tháng liền kề. Thì cái này nó quy định ở trong nghị định 126. Quy định ở trong luật quản lý thuế. Trước kia là chúng ta kê khai là theo tháng là 20 ngày và theo quý là 30 ngày, thì bây giờ theo quý là ngày chậm nhất của cái tháng liền kề. Đấy, và cái ngày chậm nhất đấy thì cũng là cái ngày tương ứng với ngày mà chúng ta phải nộp thuế, để cái thời hạn nộp thuế này quy định đó là như vậy. Và sau cái đấy thì chúng ta sẽ bị tính tiền chậm phạt nộp thôi. Đấy. Thế còn nếu như mà ở trong các cái trường hợp mà hộ kinh doanh mà ngừng hoạt động kinh doanh ấy, thì doanh nghiệp cá nhân hộ kinh doanh phải làm cái thủ tục họ khai báo là tạm ngừng hoạt động giống như doanh nghiệp. Đấy. Cái nghị định, cái điều số 91 nghị định số 01 này, năm 2021 này, đó chính là gì? Hướng dẫn về cái vấn đề là cái thủ tục mà chúng ta cũng giống như tổ chức ấy, đang hoạt động kinh doanh mà chúng ta xin ngừng, tạm ngừng hoạt động do cái Covid, do cái hoạt động kinh doanh khó khăn hoặc gì. Thì cái hộ kinh doanh nó cũng giống hệt như vậy. Đấy, chứ không có thì hôm qua tôi gặp một anh ra anh mở một cái doanh nghiệp xong, thế anh bảo ôi em vừa mở một cái doanh nghiệp rồi, bảo mở lâu chưa, em mở được vài tháng rồi, em mở em để đấy thôi, em chưa làm gì cả. Thế hỏi chưa làm gì là sao, thì anh ấy bảo là gì, thì em cứ mở đấy thôi, anh không thực hiện kê khai gì cả, bảo thế thì xong rồi, làm gì có cái chuyện đó. Khi anh thực hiện tham gia vào hoạt động kinh doanh thì anh phải có nghĩa vụ để thực hiện kê khai theo quy định của pháp luật hiện hành, để luật pháp còn theo dõi xem là anh hoạt động như thế nào chứ, anh hoàn thành nghĩa vụ quy định của pháp luật nhà nước như thế nào chứ. Thế anh mở ra xong anh mở chơi thôi, thì và có rất nhiều các cái doanh nghiệp
mới ra kinh doanh, họ không có kiến thức về quy định của luật pháp. Wow, xin lỗi anh chị một chút, mạng nó hơi yếu. Rồi, thế thì đối với tất cả các cái hoạt động kinh doanh thì chúng ta phải hoàn thành các cái nghĩa vụ, dù chúng ta có hoạt động hay không hoạt động, chúng ta phải kê khai đầy đủ thì mới có thể theo dõi chứ. Nếu anh chị bảo là anh chị không có hoạt động thì anh chị không kê khai, thế thì vậy thì nếu như luật pháp không quy định rõ trong vấn đề đấy, thế thì anh có hoạt động anh cũng không kê khai, xong anh bảo anh không có thì làm sao, làm thế nào để có thể quản lý được đó. Sắp tới thì tôi sẽ có một cái chương trình, sẽ là một cái chương trình, đó là tài chính đó, tài chính và các quy định của luật pháp dành cho giám đốc. Cố gắng tôi sẽ vi điều hóa đơn giản nhất những cái quy định căn bản để trợ giúp cho tất cả những các anh chị là giám đốc có những cách nhìn căn bản về quy định của pháp luật hiện hành, để có cái nhìn căn bản. Rồi chúng ta tiếp tục đến các cái quy định của các cái điều tiếp theo. Đó là gì? Chúng ta đến với cái điều số 12, đó là thuế đối với cá nhân kinh doanh theo từng lần phát sinh. Đấy thì cái phần này nó cũng hướng dẫn này, trong cái phần chương 3 này này, nó quy định về các vấn đề liên quan đến quản lý. Thực tế là quy định về gì? Về hồ sơ khai thuế, đúng không? Nơi nộp hồ sơ khai thuế, thời gian để chúng ta nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn chúng ta nộp thuế, nghĩa vụ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thực hiện cái khai thuế. Đấy, thế thì trong cái trường hợp mà trong cái điều số 11 đã nói về cái gì? Là chúng ta tự kê khai và cái việc kỳ kê khai của chúng ta theo tháng hoặc theo quý. Thế còn đến cái điều số 12 là quy định về từng lần phát sinh. Thì từng lần phát sinh này nó cũng quy định ở trong nghị định số 126 năm 2020. Và cái này thì các cái hồ sơ mà cái nơi nộp các hồ sơ thì tôi không nói nữa, nhưng mà chúng ta cũng có điểm lưu ý nữa ở trong cái vấn đề này, đó là thì cái thời hạn để chúng ta nộp cái này thì chậm nhất là 10 ngày kể từ cái ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. Thì nó quy định ở trong điều số 44 của luật quản lý thuế, là cái việc mà khi mà cá nhân hộ kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ thuế, những cái đấy nó có thể là gì, nó không có tính chất thường xuyên, đúng không? Thì chúng ta có thể khai theo từng lần phát sinh. Và các cái hồ sơ để mà khi mà chúng ta thực hiện khai thì nó bao gồm có nơi nộp hồ sơ khai, ví dụ như là các cái hợp đồng, các cái giấy tờ chứng từ chứng minh cho cái vấn đề liên quan đến kê khai đó, để khi mà chúng ta được cơ quan quản lý kiểm tra thì chúng ta có thể giải trình các cái vấn đề đó. Thế rồi có một cái đối tượng nữa là đối tượng quản lý thuế đối với hộ khoán. Đấy, thì cái lần trước, buổi trước tôi cũng đã phân tích về vấn đề này rồi. Đấy, các cái căn cứ để tính, để mà xác định ra được cái thuế khoán. Đấy, thì cơ quan quản lý ở địa phương họ sẽ phải xác định những cái vấn đề này. Đấy, thì các cái căn cứ để xác định thuế khoán gồm hồ sơ khai thuế này, cơ sở dữ liệu này, ý kiến của tư vấn thuế xã phường thị trấn này. Đấy, thế thì các cái thông tin này nó căn cứ từ là gì, khi mà đến khoán ấy, thì phải dựa trên cái thông tin hoạt động kinh doanh thực tế, các cái thông tin, các cái điều tra, các cái cơ sở dữ liệu dựa trên của năm trước, dựa vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế để chúng ta mới xác định ra được cái mức thuế khoán cho hợp lý nhất. Đấy, thì cái câu chuyện mà tôi đã từng tình cờ thôi, tôi đi vào ở trong cửa lò, tôi mới thấy là cái thực hiện cái thuế khoán ở đấy, cơ quan thuế ở đấy làm rất là sát, điều tra xác định đánh giá từng khách sạn có bao nhiêu phòng mùa trong năm nay, thông thường thì hoạt động được bao nhiêu tháng,
mỗi một tháng như thế thì tỷ lệ phòng bao nhiêu, đếm số phòng nhân với cái giá mặt bằng của việc cho thuê phòng, xong đó thì trao đổi phát cái phiếu để cho hộ kinh doanh xác định được, xong đó thống nhất để thực hiện kê khai nộp thuế. Và tất cả các cái thông tin đó đấy, căn cứ vào cơ sở dữ liệu của ngành thuế, căn cứ vào hội đồng tư vấn của cái khu vực đó, xong nó xác định ra các cái thông tin, sau đó thì công khai niêm yết tất cả cái thông tin đấy để cho tất cả các hộ kinh doanh thấy cái điều đó là gì, đó là hợp lý, đó là thống nhất được giữa hộ kinh doanh và cơ quan quản lý. Đấy thì đấy là về vấn đề liên quan đến thuế khoán. Thế và sau đó thì nó có đấy, các hồ sơ này từ ngày 20 tháng 11 cho đến ngày 5 tháng 12 thì cơ quan thuế sẽ phát cái tờ khai thuế hàng năm. Đấy sau đó thì là gì, cái quy định các cái mẫu biểu này, thời hạn đấy, thời hạn nộp hồ sơ này. Thì là gì, thời hạn để khai thuế đối với hộ kinh doanh là chậm nhất ngày 15 tháng 12 năm trước đó tính thuế. Đấy thì tất cả những cái thông tin thì tôi cũng sẽ điểm qua thôi. Anh chị nào nếu như mà phục vụ thực hiện ở trong cái liên quan đến phần này thì anh chị hãy cố gắng là, tại vì các cái phần này nó rất là chi tiết, nó rất là dài, anh chị hãy đọc, nghiên cứu, thực hiện sao cho mà chúng ta phải nắm bắt được tất cả các quy định này, cái phương pháp như này, để từ đó chúng ta thực hiện trong cái quá trình khi mà chúng ta tính, kê khai, nộp thuế, bảo vệ được thỏa đáng quyền lợi của cái tổ chức, cái cá nhân hoạt động kinh doanh của mình. Đấy, thì đấy là tôi cũng xin muốn chia sẻ ở trong cái vấn đề này là như vậy. Ở trong này nó có khá nhiều các cái thông tin, đặc biệt đối với hộ kinh doanh. Thế còn đối với tiếp theo nữa là quản lý đối với cá nhân cho thuê trực tiếp tài sản, thì cái này nó cũng tương tự như cái. Rồi là quản lý tiếp nữa, đó là gì, đối với cái trường hợp mà làm đại lý sổ số, hoặc bảo hiểm, bán hàng đa cấp, các hoạt động kinh doanh khác, thì ở trong cái phần này, cái hoạt động kinh doanh đa cấp, hoạt động về bảo hiểm hoặc là sổ số thì nó có cả một cái khung quy định riêng. Ở đây tôi cũng muốn xin nhấn mạnh ở trong cái đoạn này, đó là anh chị lưu ý giúp cho tôi, đó là thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh là một khung tính khác so với thuế thu nhập cá nhân đối từ tiền lương tiền công. Cho nên khi mà chúng ta thực hiện về cái việc mà quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cái từ tiền lương tiền công là nó khác, tờ khai khác, tính khác, nó không liên quan đến cái phần hoạt động kinh doanh này. Thế để chúng ta không bị nhầm lẫn ở trong cái đoạn này. Mà trong thông tư số 40 này chỉ quy định về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập kinh doanh đối với hoạt động của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thôi, chứ không phải toàn bộ thuế thu nhập cá nhân nằm ở đây. Đấy, thì để chúng ta phân biệt được cái đoạn này nha. Giờ đến điều số 16 là quản lý thuế đối với cá nhân khai thay và nộp thay thuế. Đặc biệt ở trong cái phần này là đang rộ lên cái việc là gì, vậy thì các cái sàn thương mại điện tử ấy, họ sẽ phải kê khai như thế nào, làm nào để họ tính được. Bạn hình dung trên một cái sàn điện tử nó lớn lắm, vậy thì làm thế nào để họ kết xuất ra được, họ phải thống kê ra được các con số đó, xong họ phải thực hiện khai thay. Thì ngay kể cả cái việc mà thông tư này đến ngày 1 tháng 8 này thì nó mới có hiệu lực, đúng không? Ngày 1 tháng 8 ấy, nó có hiệu lực. Vậy thì cơ quan thuế còn có những cái lộ trình, kế hoạch để áp dụng, triển khai thí điểm, không rồi mới đưa vào đại trà. Thông tư này nó rồi còn cần phải gì, tối ưu giữa
cái việc là gì, cái cơ sở dữ liệu của các cái sàn thương mại điện tử. Nó sẽ phải tạo ra một cái phương pháp, một cái cách thức để nó khấu trừ tại nguồn ngay đối với những cái cá nhân tham gia hoạt động bán hàng trên. Đấy thì mà căn cứ vào cái dữ liệu đó họ mới thực hiện, họ kê khai, họ nộp thay cho những cái cá nhân đó. Trong quá trình anh thực hiện bán là tiền nó sẽ tự động trừ ở trên cái hệ thống sàn đấy rồi. Đấy, tinh thần của văn bản pháp luật là như thế. Còn chi tiết thì chúng ta sẽ cần phải vào trong việc để chúng ta xem. Và cơ quan thuế họ sẽ áp dụng thí điểm. Và đây cũng sẽ là một cái nguồn thu khá lớn. Đó là một cái nhu cầu xu hướng tất yếu. Phải sao cho cái việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế nó trở nên đơn giản, minh bạch thì mới có thể giúp cho người nộp thuế, người kê khai thay, người nộp thay thuế nó thuận tiện trong cái quá trình khi mà thực hiện. Đó, thế thì các cái trường hợp nộp thay ban nãy tôi cũng có phân tích rồi. Đấy, trong trường hợp nào thì khai thay, nộp thay và sẽ có hướng dẫn chi tiết. Và chúng ta cũng chờ để có phần mềm hỗ trợ kê khai cập nhật theo thông tư số 40 này. Để từ đó chúng ta thực hiện các vấn đề kê khai ở trên hỗ trợ kê khai. Nó sẽ trở nên thuận lợi. Ok ạ. Rồi đến cái chương 4 đấy thì nó quy định về các cái trách nhiệm của cơ quan thuế. Thì cái này chủ yếu là cái việc của cán bộ quản lý, của cơ quan quản lý nhà nước thôi. Thì nó có quy định là gì? Tổng cục thuế thì sẽ thực hiện những cái vấn đề gì? Rồi cục thuế, rồi chi cục thuế. Để nhằm mục đích là gì? Để cho đối tượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người kê khai thay, người nộp thay thực hiện được rõ các cái quy định của pháp luật hiện hành. Đấy, và hiệu lực của văn bản này thì có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Bộ trưởng đã ký. Đấy, thì trên tinh thần là như vậy. Trên tinh thần là cái thông tư 40 là như vậy. Và chúng ta đến đây thì chúng ta đã rõ hết được rồi ạ, phải không ạ? Chúng ta có hai buổi, thứ bảy tuần trước và thứ bảy tuần này, chúng ta đã cùng nhau để chúng ta thực hiện về vấn đề liên quan đến cái chia sẻ, đọc phân tích cái văn bản thông tư số 40. Nó xoay quanh các cái vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Và sau đây thì có một cái phần rất là quan trọng ở trong cái thông tư này, đó chính là cái phụ lục 01, là danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Đấy, thì nó không thể tách rời ở cái thông tư này. Ở đây thì chúng ta mới phân tích này. Thứ nhất, đó là phân phối cung ứng hàng hóa. Nếu như mà là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mà thực hiện phân phối cung ứng hàng hóa thì cái tỷ lệ, đây là thuế giá trị gia tăng, đây là thuế giá trị gia tăng và đây là thuế thu nhập cá nhân, thì thứ nhất là đối với hoạt động buôn bán, bán lẻ các cái loại hàng hóa trừ giá trị hàng hóa của đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, đấy, các cái khoản thưởng trả hộ rồi hỗ trợ rồi đạt doanh số khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ. Đấy thì chúng ta lưu ý này, đối với vấn đề liên quan đến phân phối hàng hóa này, thì chúng ta phải tính trên tỷ lệ là 1% và thuế thu nhập cá nhân là 0,5%. Đấy thì chúng ta lưu ý là như vậy. Còn đối với phân phối hàng hóa mà đối tượng là các hàng hóa không chịu thuế giá trị gia tăng thì ở bên này tỷ lệ nó cũng bằng 0 và thuế thu nhập cá nhân nó là bằng 0,5. Đấy. Thế còn đối với cái dịch vụ mà dịch vụ này xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu. Đấy. Thì thuế giá trị gia tăng là 5% và thuế thu nhập cá nhân là 2%. Khi đó chúng ta cần phải tra kỹ xem là cái dịch vụ của chúng ta nhé. Đây, ví dụ này này, dịch vụ thì gồm có những cái dịch vụ gì?
xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu, đấy, xây lắp không bao thầu nguyên vật liệu thì nó sẽ là gì? Giá trị gia tăng 5% vào thu nhập. Đấy, trường hợp có rất nhiều bạn hỏi ấy, hoặc là những cái hợp đồng mà vấn đề là gì, bạn giao khoán cho một cái cá nhân đến thầu về cái đấy, nhưng mà họ là cá nhân, họ không có hóa đơn, đúng không? Thế sau đó là gì? Chúng ta tính thuế như thế nào cho hợp lý? Đấy, thì rất nhiều bạn bị sai ở cái đoạn này. Chúng ta bị sai, chúng ta bị lúng túng ở trong cái đoạn này. Họ là cá nhân kinh doanh, họ là hộ kinh doanh, thì họ sẽ đến họ bao thầu cái vấn đề đó, thì họ không có hóa đơn, thì họ kê khai thuế đối với cá nhân và hộ kinh doanh, thì họ sẽ phải nộp 5% thuế giá trị gia tăng. Và 5% thuế giá trị gia tăng này căn cứ vào chứng từ nộp thuế, đây là chúng ta mang về được khấu trừ bình thường nhá. Tất cả cái thuế giá trị gia tăng của cá nhân, hộ kinh doanh cá nhân, họ chỉ có mỗi cái chứng từ họ kê khai, họ nộp thuế, chúng ta mang cái đấy vào, chúng ta kê khai thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp của chúng ta được khấu trừ bình thường. Và 2% thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân, chứ không phải là gì, chúng ta chuyển sang cái khung lũy tiến, hoặc là chúng ta khấu trừ toàn phần, chúng ta tính trên 10%, thì dẫn đến là gì, cái giao dịch đó, cái phương thức tính thuế đó sẽ gây thiệt hại cho chúng ta rất là nhiều tiền. Có rất nhiều anh chị đã thực hiện cái điều này, vận dụng chưa đúng, chưa tốt. Rồi các cái hoạt động cung cấp dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải kê khai. Đấy, thì đối với các cái hàng hóa mà không phải nằm trong cái đối tượng không phải kê khai hoặc không nằm trong đối tượng không chịu thuế, thì thuế giá trị gia tăng của chúng ta tỷ lệ bằng không và thu nhập cá nhân là 2%. Đây, cái nội cộn trong vừa rồi nó ở chỗ này. Cho thuê tài sản, hoạt động cho thuê nhà đấy, thì bao gồm có cho thuê nhà này, đất này, cửa hàng này, xưởng này, kho bãi này, trừ các cái dịch vụ lưu trú. Lưu trú nó có kinh doanh điều kiện đấy. Thế rồi tiếp nữa là gì? Cho thuê phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, và cho thuê các cái tài sản khác không có kèm dịch vụ, thì cái thuế giá trị gia tăng là 5% và cái thuế thu nhập cá nhân là 5%. Đấy, vừa rồi là gì, tranh cãi về cái vấn đề này rất lớn. Và khi mà chúng ta đi thuê nhà của chủ nhà để làm văn phòng, nếu như cái hợp đồng đó, thuê nhà đó mà chủ nhà chỉ có duy nhất một cái nhà cho thuê mà tổng giá trị thuê dưới 100 triệu một năm, từ 100 triệu một năm trở xuống, thì chúng ta là đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng và cũng không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Đấy, thế rồi là các cái trường hợp mà anh chị gọi là gì, cho thuê với cho mượn nhà, với cả mượn xe, các vấn đề đó thì chúng ta cũng cần phải xem. Tại vì nó được chi phối bởi vào cái luật. Trong quá trình đó, đó là gì? Cái luật dân sự ấy. Tôi cho thuê, tôi cho mượn, nó là quyền của tôi, đúng không? Thế nhưng mà nó phải phù hợp, chứ không phải là cố tình để lách thuế, trốn thuế, để xem cái giao dịch đó là cái gì, bảo vệ được cái điều đó đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Đấy, thì nội cộn lên vừa rồi đó chính là cái này. Tranh luận chán, mà thật ra cái này có phải bây giờ mới quy định đâu. Cái này quy định lâu rồi. Đấy, quy định từ năm 2015 này. Thông tư 92 đã quy định về vấn đề này rồi. Rồi có một cái nữa là đối với đại lý bán hàng, đại lý sổ số kiến thiết và bảo hiểm bán hàng đa cấp. Đấy, thì thuế giá trị gia tăng là không được thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và 5% phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đối với sản xuất, vận tải, dịch vụ
có gắn với hàng hóa xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu thì cái thằng này là thuế giá trị gia tăng là 3% và thuế thu nhập cá nhân là 1,5%. Thế còn đối với các cái hàng hóa mà nằm trong đối tượng là không chịu thuế giá trị gia tăng thì bên này không và bên này vẫn 1,5. Đấy, 4 đó là các hoạt động kinh doanh khác. Thống kê không nằm trong các cái 1, 2, 3 này thì nó nằm trong cái khác, và khác thì là 2% giá trị gia tăng và 1% thu nhập cá nhân. Ok. Vậy cái phụ lục này là một cái phụ lục rất là quan trọng để chúng ta là căn cứ để xác định ra gì? Cái sản phẩm dịch vụ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nó là cái gì? Và tỷ lệ thuế là bao nhiêu? Chúng ta chuyển từ cái sản phẩm này sang cái sản phẩm khác thôi, chúng ta tra không kỹ là chúng ta sẽ bị nộp thuế nhiều, lớn ngay. Đấy, thì chúng ta phải biết được chính xác chúng ta đang nằm ở khung nào. Đấy, thì cái phụ lục này là phụ lục rất là quan trọng. Ok ạ. Và tất cả cái nội dung của cái phụ lục này thì nó đã được quy định ở đây. Tra cho anh chị này. Sửa luật số 71 năm 2014 này đã quy định về vấn đề này. Đã có quy định về các vấn đề này. Và đồng thời cái thông tư số 92 này cũng đã quy định, đây, đấy chưa? Đã quy định về vấn đề liên quan đến tỷ lệ mức thuế này, chứ không phải bây giờ. Và thông tư số 40 này làm rõ ra. Ok ạ. Rồi nhá, chúng ta sang cái phụ lục tiếp theo. Trong cái phụ lục 02 này thì nó là danh mục các cái biểu mẫu để kê khai. Thì tất cả các cái danh mục này thì anh chị cũng đợi đến khi sẽ có phần mềm hỗ trợ kê khai để chúng ta thực hiện có thể kê khai cái vấn đề này. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta chưa có phần mềm hỗ trợ kê khai thì chúng ta sẽ cần phải kê khai bằng bản giấy nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Rồi, trong này chúng ta sẽ có cái biểu mẫu thứ nhất này là tờ khai đối với hoạt động của kinh doanh cá nhân kinh doanh này. Đấy, có cả hai cái phụ lục này. Đấy. Thế rồi các cái thông báo. Và tiếp theo là các cái thông báo của cơ quan thuế. Các cái biểu mẫu. Rồi đến cái thứ bảy này là gì? Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản này. Đấy. Thế sau đó thì đến cái này là gì? Tờ khai để cá nhân kinh doanh về bán hàng, bảo hiểm và sổ số này. Cái này là tờ khai áp dụng đối với hợp đồng làm đại lý bảo hiểm sổ số kiến thiết khác nộp cả năm. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ vào, chúng ta các bạn sẽ ngồi kiểm tra chi tiết đây này. Đấy, cái mẫu thứ nhất này, tờ khai đối với hoạt động kinh doanh này, thì đây là các cái phần hướng dẫn này. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo cái phương pháp khoán này, theo phương pháp theo từng lần phát sinh này, rồi khai thay, nộp thay này, rồi là nộp thuế theo phương pháp kê khai này. Kê khai này có thể do nộp theo tháng, theo quý này. Trong lĩnh vực ngành nghề có căn cứ để xác định doanh thu, hộ khoán để chuyển đổi các cái phương pháp tính thuế. Thì chúng ta làm ở trong cái đoạn nào chúng ta tích vào đây. Rồi khai báo các cái thông tin của chúng ta đây. Thế rồi chúng ta xác định ra được là gì? Cụ thể đó là hàng hóa của chúng ta là cái gì? Cái này rất quan trọng. Tranh thì theo lĩnh vực hàng hóa chúng ta là gì? Còn doanh thu trước thuế và thuế này. Đối với thuế giá trị gia tăng đối với thuế thu nhập cá nhân. Rồi ở đây nữa, nếu như mặt hàng đó mà là gì? Có thuế tiêu thụ đặc biệt, chúng ta cần phải kê thuế tiêu thụ đặc biệt. Mặt hàng đó nếu có thuế tài nguyên thì chúng ta phải cần phải kê khai thuế tài nguyên. Rồi tiếp nữa đó là đến các cái phụ lục. Đây, phụ lục. Đó thì tôi lướt qua để anh chị xem nhé. Và sau đó thì chúng ta sẽ có thể là tự để thực hiện trên cái phần mềm hỗ trợ kê khai. Đến cái phần nào thì anh chị có thể vào xem chi tiết, tại vì nó có rất là nhiều báo biểu như này. Đây, các hoạt động cho thuê tài sản này, cái này anh chị hay dùng nhiều này.
đến cái hoạt động cho thuê tài sản, thì chính là cái việc mà gì, tổng cái giá trị để chúng ta thuê này, tổng cái doanh thu để tính thuế này, rồi thuế giá trị gia tăng này, thuế thu nhập cá nhân này. Đấy, cái việc mà chúng ta đi thuê tài sản đấy, thuê nhà đấy, thuê nhà, thuê ô tô ấy là kê khai ở đây này. Và nó có cái phụ lục chi tiết này, thuê cái gì này. Đấy, lập tức lúc đó trong cái trường hợp đó là nó còn có cả hợp đồng này, chứng từ vấn đề liên quan đến thanh toán này, căn cứ để xác định, để tính được cái số thuế để chúng ta phải nộp. Nó có hai cái phụ lục kèm theo này, một cái phụ lục là gì, là người cho thuê tự đi khai, hoặc cái phụ lục thứ hai là người thuê là khai này. Đó, thì tất cả các cái phụ lục này hướng dẫn các cái biểu mẫu này, cái này thì nó khá là dài, có các cái biểu mẫu khác nhau, thì anh chị nằm trong đối tượng nào thì chúng ta vào chúng ta thực hiện khai. Hy vọng là sẽ sớm có tất cả các cái biểu mẫu này trên hỗ trợ kê khai thì chúng ta sẽ thực hiện, nó sẽ dễ dàng hơn. Thế còn nếu không thì chúng ta có rất là nhiều những cái biểu mẫu mà chúng ta vẫn phải in ra, chúng ta đóng dấu và nộp lên cơ quan thuế bằng bản giấy. Đó, thế là toàn bộ các nội dung mà thông tin của thông tư số 40 chúng ta đã nắm được về việc đối tượng nộp thuế, kê khai, tính thuế, nộp thuế đối với hộ kinh doanh. Và chúng ta từ đây, nếu như anh chị nào mà muốn sâu nữa thì anh chị sẽ ngồi làm so sánh. Vậy hộ kinh doanh nộp theo cái phương pháp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân này với chẳng tổ chức doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thì trong trường hợp cụ thể đâu là có lợi hơn? Đó, cho nên là chính phủ mới bắt đầu khuyến khích là gì, chuyển từ hộ kinh doanh mà chạy sang thành lập lên thành doanh nghiệp, dễ dàng kê khai, tính thuế, nộp thuế, quản lý nó dễ dàng hơn, phát triển hơn, có động lực để phát triển hơn. Thế còn về mặt nghĩa vụ thuế thì khi cái thông tư này được áp dụng vào trong thì tôi cũng tin rằng nó sẽ tạo ra cái sự công bằng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đó là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ cùng với anh chị, phân tích về cái thông tư số 40 năm 2021 được ký ngày 1 tháng 6 2021 và có hiệu lực ngày 1 tháng 8 2021. Đấy, thì tôi xin kết thúc cái nội dung này ở đây, và sau đây thì cũng xin trả lời giải đáp các cái câu hỏi trong tuần. Và hôm nay thì tôi cũng sẽ phải dừng kết thúc sớm so với các cái buổi thông lệ của chúng ta là sẽ đến 10:30, nhưng mà do hôm nay là cái ngày thứ bảy mà của tuần đầu tiên của quý 3, cho nên là chúng tôi có một cái cuộc họp nội bộ tổng kết 6 tháng và có kế hoạch cho quý 3 để hoạt động. Cho nên là tôi sẽ dự kiến sẽ kết thúc vào lúc khoảng 10 giờ. Thì sau đây là những cái câu hỏi trong tuần tôi xin được giải đáp. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái sự chia sẻ của tôi trong video này. Rất là mong anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký vào kênh, like và share cái video để chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video tiếp theo phục vụ cho anh chị phát triển về nghề kế toán, về thuế, để chúng ta phát triển cái công việc kế toán của doanh nghiệp của anh chị một cách tốt nhất. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.